À, chào em. Chào thầy Xin ạ. chào. Hôm nay là bài học đầu tiên chúng ta vẫn chào hỏi nhau bằng tiếng Việt đấy. À, đó. Sau đó chúng ta sẽ học bằng tiếng Nga. Học được cách chào hỏi bằng tiếng Nga, lúc đó chúng ta sẽ chào hỏi bằng tiếng Nga. À, hôm nay là bài đầu tiên thì chúng ta làm quen với bảng chữ cái tiếng Nga. Chúng ta sẽ làm quen với bảng chữ cái tiếng Nga trong hai bài. À, như vậy là nhiều người bảo là bảng chữ cái tiếng Nga có gì phải làm quen với nhau trong hai bài? Thì giá không đơn thuần chỉ dạy các em bảng chữ cái tiếng Nga. Nếu dạy các em bảng chữ cái tiếng Nga chỉ dạy 5 phút xong thôi. À, sau đó thì các em chả nhớ cái gì cả. Đó. À, thế như vậy ở đây chúng ta thấy là gì nào? À, khi chúng ta học bảng chữ cái, chúng ta sẽ học thêm rất nhiều từ vựng, học thêm các nguyên tắc phát âm của các chữ cái đó, các phụ âm, các nguyên âm, cách kết hợp âm, và những cái nguyên tắc cơ bản nhất về cách phát âm ở trong tiếng Nga. À, cho nên là thầy nói rất kỹ về khi chúng ta học bảng chữ cái. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo bảng chữ cái trong tiếng Nga sẽ có 33 chữ cái, để giáo viết thông tin đầy đủ cho em đây. À, trong 33 tạc, em có nghe thấy không? Em À, trong 33 chữ cái thì chúng ta có 10 nguyên âm. Trong 10 nguyên âm thì có 6 nguyên âm đơn. Alo. À, vẫn nghe được hả? Vẫn nghe được hả? Đấy. À, trong 10 nguyên âm thì có 6 nguyên âm đơn, 4 nguyên âm đôi. À, đó. Và có 21 phụ âm. Trong 21 phụ âm thì sẽ có 6 cặp phụ âm. À, 6 cặp phụ âm đó là đã có 12 phụ âm rồi. Sau đó cộng thêm 9 phụ âm đơn nữa. Đó. À, thế như vậy là tổng cộng chúng ta sẽ có 21 phụ âm. Đồng thời chúng ta sẽ có dấu mềm và dấu cứng. Đó. À, thế như vậy đó, tổng cộng đó là 33 chữ cái trong tiếng Nga. À, thế như vậy ở đây chúng ta nhớ lại là có 10 nguyên âm. Trong 10 nguyên âm thì có 6 nguyên âm đơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem 6 nguyên âm đơn. 6 nguyên âm đơn gồm có các nguyên âm A, O, U, E, Ư, I. Em thấy phát âm giống hệt như ở trong tiếng Việt. Nếu mà chúng ta đã phát âm giống trong tiếng Việt rồi thì chúng ta chả có gì phải học nó cả. Đấy. À, chúng ta chỉ tổng kết lại thôi để nhớ thôi. À, có điều ở đây là gì? À, nguyên âm U viết giống chữ Y dài ở trong tiếng Việt. Nguyên âm E, nguyên âm Ư viết trông hơi khác lạ. Và nguyên âm I. Đấy. Đó. Cho nên là ở đây chúng ta sau bài học thì thầy giáo sẽ gửi cho em cái bảng chữ cái viết tay, và em sẽ cố gắng tập viết những cái chữ này, tập viết theo kiểu viết tay. À, đây là chữ in, thế còn cái chữ viết tay của nó hơi khác một chút. À, chúng ta tập viết để cho nó quen mặt chữ. Đó là 6 nguyên âm đơn. Bây giờ chúng ta sẽ xem ba phụ âm. Trong ba phụ âm này thì chúng ta sẽ có một cặp phụ âm. Bây giờ chúng ta sẽ xem tại sao nó gọi là một cặp phụ âm. Ở đây chúng ta có phụ âm phụ âm b. À, một số em tự học tiếng Nga hoặc là học theo một số cái thầy cô giáo người Việt hoặc là người Nga dạy ở trên mạng, thì các thầy cô giáo dạy các em đọc cái chữ này là chữ b. À, các thầy cô giáo đọc bảng chữ cái cho các em a b v g d. À, đó là cái tên của chữ cái, tên của chữ cái nó đọc là b, còn cái âm của nó đọc là b b. Thế vậy thì khi chúng ta phát âm là chúng ta sẽ phát cái âm của nó, chứ không chúng ta không đọc cái tên của nó. Cho nên là cái việc mà dạy các em đọc bảng chữ cái bằng cái tên gọi của cái chữ cái đó là nó chỉ có tính chất là giới thiệu các em quen mặt chữ thôi, chứ còn nó không có cái ý nghĩa đối với cái việc mà dạy các em phát âm những cái chữ cái đó. Cái âm của nó là âm b, và cái âm này đi trong cặp là âm. À, chúng ta thấy rằng nó không có âm thanh. Thế vậy thì tại sao mà người ta lại ghép nó thành một cặp? Hai phụ âm này được ghép thành một cặp bởi vì cái nguyên tắc phát âm, cái cách phát âm và cái vị trí phát âm của môi răng lưỡi đối với hai cái âm này giống hệt nhau. Chúng ta để ý thấy âm, chúng ta phải nín hơi, ngậm miệng, mím môi và sau đó bật hơi ra. À, đó, nó tạo thành âm. Thế còn âm b, b thì cũng y như vậy, cũng cái động tác phát âm cái âm b này cũng giống hệt như vậy, chỉ có điều là chúng ta kèm phải âm thanh, tức là dây thanh của bộ phận phát âm của chúng ta là nó sẽ có âm thanh, nó rung và nó tạo ra âm b, b. Thế còn âm này không có âm thanh đó.
À thế ngoài cái việc mà hai cái âm này cái vị trí phát âm môi răng lưỡi giống nhau, cái cách phát âm của nó giống nhau, nó còn có một cái điểm khác nữa, đó là khi đi ở trong từ tất cả các phụ âm hữu thanh có cặp, đây là có cặp nhé, phụ âm này có cặp nhé, phụ âm hữu thanh có cặp sẽ bị khi mà nó đứng cuối từ nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp. Đó, đó chính là cái lý do mà tại sao người ta ghép chúng thành một cặp với nhau. Có nghĩa là hai cái âm này nó có thể hoán đổi cho nhau. Nếu mà b đứng cuối từ, ví dụ trong từ club, b đứng cuối từ nó sẽ bị đọc thành phụ âm. Đó, thế vậy trong trường hợp này người ta sẽ không đọc club b, đọc là club club. Đó. Thế vậy thì chúng ta thấy là gì nào? Nguyên tắc đấy là hôm nay em đã biết nguyên tắc thứ nhất của cái việc phát âm phụ âm hữu thanh và phụ âm vô thanh. Nguyên tắc thứ nhất đó là gì? Đó là khi phụ âm hữu thanh đứng ở cuối từ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp. Thế còn những nguyên tắc thứ hai là gì? Nguyên tắc thứ ba là gì? Nó chỉ có ba nguyên tắc thôi đấy. Đó. Thế thì chúng ta khi nào chúng ta gặp thì chúng ta sẽ nói. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem phụ âm m m. Phụ âm m phát âm giống hệt phụ âm m trong tiếng Việt. Chỉ có điều trong tiếng Việt chúng ta nói m. Trong tiếng Nga người ta nói ngắn hơn m. M. Đó. Thế đây. Chúng ta nhìn thấy là nếu mà m ghép với a đọc là gì nào? Mà Mà. M p ghép với a đọc là gì nào? bà Pa. B ghép với a đọc là gì nào? Ba. Đấy. ba Chúng ta phát âm này. Ma. Pa ba, đây là gì nào? Mô 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 pô bô đấy. Đó, thế vậy thì em thấy rằng là gì nào, cái việc mà ghép âm này và cái việc phát âm nó giống hệt ở trong tiếng Việt, cho nên là chúng ta chả quan tâm đến nó lắm. Chúng ta học qua một chút như vậy để biết thôi, đúng không? Đó. Vấn đề ở chỗ là gì, khi nó ghép vào những cái âm mà có nhiều phụ âm đứng cạnh nhau, lúc đó chúng ta mới cần học phát âm cho nó cho nó kỹ hơn một chút đấy. Thế đến đây có bạn đặt câu hỏi, thầy ơi, em thấy thầy dạy thế này nó đơn giản lắm. Em thấy ở trong cái sách giáo khoa Đường đến nước Nga ấy, cái những cái bài tập phát âm này nó nhiều bài lắm, dạy người ta tập phát âm rất là dài cơ đấy. Thế thầy đã giải thích cho các em cái quyển giáo trình Đường đến nước Nga hiện nay mà chúng ta đang học ở Việt Nam ấy, đó là cái quyển giáo trình người ta viết cho người Trung Quốc. Chúng ta thấy ở trong đó có những cái tên Ly Kun hoặc là gì gì đó đấy, Van Lin chẳng hạn, đó là những cái tên cho người Trung Quốc chứ không phải là cái giáo trình đó cho người Việt Nam. Giáo trình đó mà cho người Việt Nam thì nó phải có tên của người Việt Nam. Thế vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu mà giáo trình dành cho người Trung Quốc ấy, thì có nghĩa là gì? Người ta viết cho các học sinh mà cái ngôn ngữ mẹ đẻ của người ta không có chữ cái Latin. Vậy thì cái chữ cái của người Trung Quốc đó là gì? Cái chữ cái đó là chữ cái nó loằng ngoằng đúng không? Đấy, đó, người ta không phải là cái chữ Latin, cho nên là gì? Cái người Trung Quốc người ta không biết đọc cái tiếng Latin này. Cho nên là gì? Người ta phải làm rất nhiều những cái bài tập tiếng Latin để cho học sinh Trung Quốc tập đọc. Đó. Thế vậy thì cái việc đó là đối với học sinh Trung Quốc thôi, người Việt Nam thì chúng ta không cần cái đó. Chúng ta biết hết rồi, đấy. Đó, thế vậy thì lý giải tại sao thầy giáo dạy nó đơn giản là vì vậy, đấy. Đó, thầy giáo bỏ qua những cái giai đoạn là gì? Đối với người Việt Nam cái việc đó nó không cần. Đó. Thế như vậy đến đây chúng ta đã có gì nào? 6 nguyên âm và 3 phụ âm, chúng ta đã học được 9 chữ cái rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài từ mới đối với ba cái phụ âm này. Chúng ta có từ mama. Đã. Papa. Đã. Papa. Có em bé phát âm theo đúng không? Đấy. 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 Tiếp theo nào. Ba bà đó, ba bà đó đấy. Tạc quật. Đấy, như vậy là gì? Ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta có ba ba từ mama papa ba bà đấy. Chúng ta xếp ba từ vào với nhau nào, mama papa ba bà. Ba cái từ này có cái điều gì đặc biệt? Ba cái từ này đều có hai âm tiết. Một âm tiết là gì? Đó là một âm ở trong từ. Một âm tiết khi nó có một nguyên âm thì nó sẽ tạo ra một âm tiết. Nếu trong từ có hai nguyên âm thì nó sẽ tạo ra hai âm tiết.
Để so sánh chúng ta có từ mười. Mười. Mười đó là từ chỉ có một âm tiết thôi. Mờ ư đọc thành mười. Đấy. Mư. Mư. À các em đọc như vậy đấy. Đó. Mư. À thế như vậy đây là từ có một âm tiết thì em nhìn thấy nó không có cái dấu sắc ở bên trên. Thế còn từ có từ hai âm tiết trở lên nó có một cái dấu sắc ở bên trên. Cái dấu giống cái dấu sắc ở trong tiếng Việt. Đó. À thế có nghĩa là gì? Trong tiếng Nga nếu từ có từ hai âm tiết trở lên nó sẽ có một cái âm được đánh dấu và một âm không không bị đánh dấu. Cái âm được đánh dấu này người ta gọi là trọng âm. Thế nào gọi là trọng âm? À, âm đó là cái âm sẽ được đọc mạnh hơn, dài hơn so với cái âm mà không có cái trọng âm này. Đó. À thế như vậy ở đây trong trường hợp như thế này chúng ta nhìn thấy cả ba cái từ này đều giống nhau ở cái là gì nào? Là nó đều có trọng âm rơi vào cái âm tiết thứ nhất. À chúng ta nhìn thấy đó là từ ma. À chúng ta đọc này. À đọc em thấy như nào? Đây là cái sơ đồ trọng âm. Sơ đồ trọng âm này à nó dài gấp 2 lần 3 lần so với cái âm tiết mà không có trọng âm đấy. À thế tại sao thầy giáo nói là 2 lần 3 lần? À các bạn bảo ui thầy giáo nói liều. Đây là chúng ta đang trong giai đoạn học học phát âm. Cho nên thầy giáo yêu cầu các em nói cái âm mà có trọng âm nói rõ ràng ra, nói thật dài ra đấy. À để làm gì? Đến sau này khi các em học giỏi rồi, nói nhanh rồi thì các em sẽ tự dưng sẽ tự rút ngắn được cái âm mà có trọng âm đó một cách tự nhiên. À đó. Thế còn nếu như bây giờ chúng ta không học phát âm có trọng âm thì chúng ta sẽ bị sai rất nhiều. À, ví dụ điển hình như các bạn ở Nga mà các bạn không được học cơ bản, các bạn nói rất là sai về trọng âm. À, dẫn đến tình trạng là gì? Người Nga không hiểu. Thế vậy thì nhiều em viết bảo thầy ơi em nói đầy đủ hết đầy đủ các âm ở trong từ tại sao người Nga không hiểu em? À, không hiểu em bởi vì sao? Là em nói sai trọng âm. Đấy. Em nhấn nhá không đúng. Thế vậy thì ở đây chúng ta phải nhấn nhá như thế nào? À đó. Tất cả các học sinh mà học với mình ngay từ đầu thì các em nói trọng âm rất là hay. Đó. Bởi vì sao các em được đặt nền tảng ngay từ đầu về cái vấn đề trọng âm. Thế vậy thì với em cũng vậy đấy. À chúng ta lưu ý là trọng âm đó là một cái âm mà được đọc mạnh, nhấn mạnh, kéo dài hơn ít ra gấp đôi hoặc gấp ba so với cái âm mà không có trọng âm. Ở đây chúng ta sẽ nói ma pa pa ba bà đấy. À đó tác à nào thế mơ nói lại nào, mơ nói lại nào, nói lại nhá. Ma Mama ba bà ba bà à đó. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy là gì nào? À chúng ta thấy rất đơn giản đúng không nào? À đơn giản là gì? À đơn giản là nói đúng trọng âm thì nó sẽ hay. Còn nếu nói sai trọng âm thì người Nga sẽ không hiểu chúng ta. Đấy. Đó. Vậy thì ở trong cái bức hình đầu tiên này chúng ta đã học được 9 chữ cái rồi. Bây giờ mời em sang bức hình thứ hai chúng ta sẽ học thêm 3 chữ cái nữa. Tác. 3 chữ cái ở đây thì lại có một cặp phụ âm. Ở đây chúng ta có cặp phụ âm. Đây. Đây là phụ âm giống phụ âm tờ trong tiếng Việt. Nhưng mà tất cả các phụ âm tất cả những cái âm ở trong tiếng Việt đều là âm hữu thanh. Đúng không ạ? À trong tiếng Việt nó không, không không có âm vô thanh đấy. À đây là âm hữu thanh âm à, đây đối với chúng ta à, nhưng mà trong tiếng Nga thì nó lại trở thành một cái âm vô thanh âm à đó. Chúng ta để môi răng lưỡi vào vị trí như phát âm chữ tờ trong tiếng Việt nhưng mà chúng ta không phát âm à đó. Và ngược lại âm d lại là một âm hữu thanh đó, nó đi theo cặp đó. À vị trí phát âm của hai âm này giống hệt nhau cho nên chúng ta sẽ nói d d à đó. À thế này, bây giờ hai cái âm này coi như chúng ta hiểu rồi, đó là một cặp đấy. Thế chúng ta sẽ xem một cái phụ âm cô đơn, mình gọi là phụ âm cô đơn bởi vì sao nó không có đôi không có cặp đấy. À đó. À phụ âm này là phụ âm n n giống hệt phụ âm n trong tiếng Việt đấy. À đó. À, giống hệt phụ âm n trong tiếng Việt. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy nếu mà là phụ âm n khi đi với a chúng ta sẽ phát âm là na no nu nư và đến đây thì chúng ta sẽ dừng lại. À, dừng lại bởi vì sao cái âm n với i này chúng ta mới lưu ý ở đây. Lúc nãy chúng ta đã nói rằng là đây là sáu nguyên âm ở trong tiếng Nga và trong tiếng Việt giống nhau. Nhưng sẽ có một cái điều khác nhau, đó là nguyên âm cuối cùng này, nguyên âm i.
Nguyên âm Y này em nhìn thấy là mình viết chữ nó màu đỏ và nó nổi trội hơn so với các nguyên âm còn lại. Bởi vì sao? Nó có một cái tính cách, nó có một cái tính chất là nó làm mềm hóa phụ âm đi cùng với nó. Nguyên âm Y là mềm hóa phụ âm. Ví dụ phụ âm N, phụ âm Ch, phụ âm D. Đấy. Đối với phụ âm N, người ta sẽ đi với Y không đọc là Ni, người ta sẽ đọc là Nhi, Nhi. Nhìn Đối với phụ âm Ch, người ta không đọc là Ti, mà người ta đọc là Chi, Chi. Đó. chị Phụ âm D, đi với Y, người ta sẽ đọc là Gi, chị Gi. Cái phụ chị âm này rất giống cái phụ âm ở trong tiếng Anh, cái phụ âm John, Angel, Angel, hoặc là phụ âm Jell, Jell. Đấy, đó, đây phụ âm J, 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 J. Đây chúng ta sẽ đọc là G, G, Da, Do, Du, D, G, Ta, Tô, Tu, Tư, Chi, Chi. Đấy, đó, tác vụt. Thế như vậy đến đây chúng ta đã thấy là gì nào? Đó là cái ba cái phụ âm mới đối với chúng ta đấy, phụ âm N, phụ âm Ch, phụ âm D. Thế tương tự như vậy, mình nhắc lại luôn với bạn là gì nào? Phụ âm D, đó là một phụ âm hữu thanh, khi nó đứng cuối từ thì nó sẽ bị biến thành phụ âm vô thanh tương ứng. Phụ âm D sẽ bị đọc thành phụ âm đấy. Đó, thế chúng ta sẽ có một vài từ mới. Từ mới của chúng ta đó là từ gì thế nào? Đọc nào, tự đọc nào. Tả Nốt tả đấy. nốt Đọc đúng luôn, người nghe hiểu luôn em được đấy. Em đọc đúng trọng âm. Trọng âm đây là gì nào? Ta tả. Trọng âm này rơi vào tiết đầu. Ta tả. Nô tả. Nô tả. Đấy. Đó. Đây là âm, đây là từ gì nào? Đọc nào. Cái gì nhỉ? Em lại quên mất Đây là âm, âm này là âm gì nào? Âm đờ, đúng không? Đấy, đờ, đờ, rồi. đờ. Đờ đi với ô đọc là đô, đa, đô, đu, đư. Với cả chữ Đô, đô, ô mà thế là ôm, đôm, đôm. Đấy, đó, đúng không nào? Chúng ta phải học đánh vần. Học đánh vần để làm gì? Khi chúng ta nhìn thấy chữ chúng ta có thể là nói được, đúng không nào? Đấy. Em đọc nào. Đồm, đồm. Đấy, đồm. Ta khá rất sâu. Tiếp theo nào. Chúng ta có từ đọc nào. P A N đọc là gì nào? Nào, pan, p, Thàn p. Cái chữ p ở trong 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 tiếng Việt ấy. Đấy, chữ p này này. Đấy, chữ p này nó đọc là chữ p, p. Chúng ta có từ quả pin. Quả pin đây là cục pin, các em nói quả pin thì cục pin. Cái quả quả pin, cục pin, pin ví dụ như là pin cho điện thoại này, pin cho cái gì gì đó đấy, chúng ta gọi là cục pin hay là quả pin đấy. Pin, pan, pin, pan, đúng không? Đấy. Pan, pin, đúng rồi nào. Nói nó đơn giản thế thôi, đúng không? Đó, nó không phải là cái âm p trong tiếng Anh. Cái âm p trong tiếng Anh nó kèm với lại hơi đẩy ra rất nhiều, nó là thành âm pan đấy. Đó, thế nhưng mà trong cái trong cái từ âm p trong tiếng Việt ấy, và cái âm ở trong tiếng Nga ấy, nó giống nhau. Pan, pin, pan, pin đấy. Đó, thế cho nên chúng ta nói pan, pan, n với ô đọc là gì? No. No. Đấy. Pano. Đấy. Thế bây giờ chúng ta xem cái trọng âm của nó rơi ở đâu nào. Trọng âm, nếu như là cái âm mà không có trọng âm thì chúng ta đọc ngắn. Đọc ngắn, đọc này. Chúng ta đọc này. Pan. No. Đấy. Trọng âm nó rơi vào đây mà, đấy. Pano. Pano, đúng chưa? Đấy. Đó. Biết thì biết thế rồi, thế nhưng mà chưa dám đọc bởi vì sao? Là sợ sợ sai, đúng không? Đấy. Em sợ sai. Thế vậy thì nghe khi mà chúng ta nghe thầy giáo đọc một lần để cho các em làm mẫu thì các em sẽ mạnh dạn hơn. Đấy. Đó, các em sẽ nói Pano. Ăn Pano, đúng không nào? Đấy. Thế vậy cái từ tương tự ở đây cũng vậy. Đó, ở đây các em thấy cái gì nào? nô Nô tả. Trọng âm rơi vào đây. nô Nô tả. Nô tả. Nô tả. Đấy.
Đó, ta ta. À thế còn đây đây sao nào? Pano nào. Ta ta. Ta ta. Đây là âm âm này người ta phát âm ta ta. Pano, pano đấy chưa? Đó. Thế vậy thì cái chữ nào mà chúng ta muốn đọc ấy mà chúng ta chưa tự tin về trọng âm, chúng ta tự vạch cái sơ đồ này ra. Cái âm nào mà không có cái nguyên âm ấy, cứ dưới nguyên âm nó là một âm tiết. Chúng ta vạch một cái gạch nhỏ nhỏ thôi. Thế còn cái âm nào mà có trọng âm chúng ta gạch nó dài ra, xong chúng ta đọc là ta 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 pano pano đấy. Đó, đó là cái cách mà chúng ta tập đọc từ. Ở đây khi mà dạy các bạn, mình hướng dẫn các bạn tập đọc rất kỹ đấy, để làm sao mà các em nhìn thấy từ các em đọc được. Đó. Nhất trí chưa? Nhất trí như vậy nhé. Chứ không có từ nào cứ đợi thầy đọc mới đọc được, không phải, các em tự phải tự đọc được. Tác vụ. Đọc lại nào. Nốt tả. Nốt Nốt tả. Đồm. đùm Đây em nghe thấy em phát âm vừa rồi là đúng đấy. Đồm m, m có chữ m đấy. Đồm. Đồm. Pano. anh Pano đấy. anh Đùm. đùm Đùm đấy. Đó, em phát âm rất tốt mà. Em phát âm rất tốt này, em nói tiếng Nga sẽ rất là hay. Đó, cho nên là cứ tự tin đi. Đấy, đó. Thế như vậy ở đây chúng ta đã học được gì nào? 12 chữ cái rồi. Đấy. 12 chữ cái là 1 phần 3 rồi, hơn 1 phần 3 bảng chữ cái rồi. Học tiếp nào. Học tiếp chữ cái mới. Đấy, đến đây chúng ta sẽ làm quen với một cặp phụ âm mới nữa. Cặp phụ âm đầu tiên là gì nào? B. Cặp thứ hai. D. Đó. Thế và bây giờ chúng ta sẽ học cặp phụ âm thứ ba, phụ âm vâng đấy. Đây là phụ âm đây là chữ F trong tiếng Việt ấy. Đấy. Đó. Phờ, ví dụ cái phích này đấy. Đã. Phanh phui này đấy. Đấy, đúng không? Đó, ví dụ như cái từ đó, phờ đấy. Phờ. Đấy. Đó. Là thế là phương phi chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó. Phờ phờ. Đọc như thế thì rất đơn giản, rất giống giống hệt trong tiếng Việt luôn. Chả có gì phải học nó cả. Đấy. Chỉ cần chỉ ra thôi, pha này, phô này, phu này, phư này, phi này đấy. Đó, đúng không? Đấy. Nếu bảo ôi dễ thế này thì đó, việc gì phải học, đúng không? Đúng thế thật. Chẳng qua là các em nhìn chữ các em ngại thôi. Chứ còn thì đọc nó giống như hệt trong tiếng Việt mà. Đấy. Đó. Bây giờ người ta bảo là ôi giời, học tiếng Nga mà giống hệt trong tiếng Việt thế. Đúng chứ còn sao nữa. Chẳng, thật đấy mà. Cái phát âm của nó rất dễ, phát âm trong tiếng Nga dễ lắm ấy. Đấy. Đó. Các em phát âm tiếng Anh, em học tiếng Anh rồi thì em biết, học học tiếng Anh khổ sở với chuyện phát âm đấy. Đó, những đây là gì? Đây là đọc v a, đọc gì nào? Và vô vu vư vi, giống như thế, đọc học làm gì nữa đấy. Cho nên chúng ta chỉ xem thông thoáng này thôi. Thế thì chúng ta chỉ cần nhớ là gì nào? Âm ph, âm v, đây là âm v. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái chữ bờ này giống hệt chữ bờ trong tiếng Việt, thế nhưng mà nó đọc là v v v đấy. Đó. Thế cho nên là nhiều em không để ý, không để ý thì các em đọc thành chữ bờ trong tiếng Việt nghe nó buồn cười. Đấy là chữ v v v em biết này, đúng rồi, đây trọng âm đây này, đấy trọng âm dài này, va ta va ta va ta đấy. Đó, va ta đó là gì? Đó là cái cục cục bông bông gòn này đấy. Đó, bông bông y tế này đấy. Đó, tác vụ. Tiếp theo nào, chúng ta có từ. là từ gì Đây là chúng ta đánh vần nhé, đánh vần cách nào nào? V V gì V I đọc là V V V gì N O đọc là No V No V No đấy gì Vino Vino ừ thế bây giờ chúng ta sẽ, sau khi chúng ta đánh vần xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu học trọng âm. Trọng âm này nô không nô có trọng âm đọc là V V, có trọng gì âm đọc là gì No, đọc dài ra V gì No gì Vino Vino đó, thấy chưa nào? Đó là cách đó, Vino Vino đó là cách cách người ta đánh vần đấy. Đó, Vino Vino tôi khai chỉ Vino Vino đấy. Câu hỏi tôi khai chỉ là cô muốn uống cái gì? Em trả lời Vino Pazzalista. Vino đấy. Vino cho tôi rượu vang Vino Pazzalista đấy. Đó, ví dụ vậy đấy. Thế vậy đầu tiên cái cách chúng ta đánh vần một từ là gì? Chúng ta đánh vần nó trước, sau đó chúng ta sẽ xem trọng âm nó rơi ở đâu, chúng ta sẽ nhấn trọng âm đấy. Thế chúng ta đánh vần cái chữ này nào. Phở a đọc là gì? Phát. Tờ a đọc ta, phát ta phát ta. Bây giờ là trọng âm nào. Tật ta tật ta phật ta phật ta.
Vata, đó như thế nào? Đấy. Đó, thế như vậy là gì? Vata. Vata. Vino. Vata. Vino. Vata. Đó. À thế như vậy đây. Chúng ta học được 14 chữ cái rồi. À học tiếp chữ cái nữa nhé. Trên đà thắng lợi đúng không nào? Đấy. Vata. Đó. À chúng ta xem tiếp cặp phụ âm thứ tư. À trong tiếng Nga nhớ lại sẽ có 6 cặp phụ âm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem 5 cặp phụ âm đi. Còn lại một cặp chúng ta để ngày mai chúng ta xem. Hôm sau chúng ta xem nốt đấy. Tắt vụt. À đến cặp phụ âm tiếp theo đó là cặp phụ âm ngậm hai răng chặt vào với nhau, cắn chặt hai hàm răng lại, xong xì xì qua khe răng ấy đấy. Đó, đây là âm. À chúng ta trong tiếng Việt chúng ta gọi là âm sờ nhẹ đấy. Âm sờ nhẹ đó. À người Việt Nam thì nói là âm sờ nhẹ và âm sờ nặng, nhưng mà trên thực tế giọng Hà Nội thì không bao giờ phát cái âm sờ nặng cả đấy. Đó à, cái âm sờ nặng chỉ có người Thái Bình đấy, người Thái Bình, người Hải Dương là nói rất rõ, nói nghe rất hay đấy. À các anh các chị mình khi đi học cùng các anh các chị người Thái Bình, các anh các chị nói cái âm TR và âm sờ này nghe rất hay. À, mình không bắt chiếc được đấy. Đó tắt một. À đó, thế ở đây có âm và đây là âm z z z. À môi răng lưỡi vẫn đúng như vậy, z z z z. À đó như thế nào? À đó, thế vậy thì nó thành cặp ở đây bởi vì sao? Cái vị trí phát âm môi răng lưỡi nó giống nhau đấy. À đó, thế chỉ có điều là một âm có hữu thanh, âm có âm thanh z z. À âm không có âm thanh đấy, thì cái âm hữu thanh này khi đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng là âm s. Nếu nhìn thấy chữ z đứng cuối từ, à nó có một cái từ nào đó mà có phụ âm z đứng cuối từ thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm s. Nhớ như vậy nhé. À đó là cái nguyên tắc thứ nhất của cái việc mà chúng ta phát âm cái gì nào, chúng ta phát âm các phụ âm, các cặp phụ âm đấy. Đó à, đây chúng ta đã học xong 4 cặp phụ âm rồi, phụ âm s, z. Cũng giống hệt trong tiếng Việt cho nên chẳng có gì phải lăn tăn cả đấy, không có gì phải lăn tăn đối với hai phụ âm này. Bây giờ chúng ta thử phát âm này. Sờ a đọc là gì? Sà. Sà đơn giản. Sô. Sà sô su. Su sư si đúng không? Ra rô du dư di. Ôi biết rồi, biết rồi dạy làm gì nữa. Thôi chả dạy nữa. Tác phẩm. À đúng không? Đó thế mà sao nó giống hệt trong tiếng Việt mà đấy. Đó. À thế tiếp theo nào? À bây giờ bảo à, các em bảo là giống hệt trong tiếng Việt, thế em nói tiếng Nga thành ra nói tiếng Việt à? Không, nó khác chứ, nó khác ở chỗ là nó có trọng âm đấy, nó có trọng âm. À em nói đúng trọng âm thì nó sẽ thành câu tiếng Nga hay, trong tiếng Việt thì nó không có trọng âm đấy. Đó, trong tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết. À gọi là ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết. Đơn âm tiết nghĩa là gì? Là tất cả các từ đều có một âm tiết. Thế còn ngôn ngữ trong tiếng Nga là ngôn ngữ đa âm tiết. Đa âm tiết là gì? Các từ trong tiếng Nga có nhiều âm ghép lại với nhau. Đó. Thế vậy thì nhiều ghép lại chúng ta phải nói trọng âm. Như vậy thì lúc đó nó mới khác tiếng Việt đặc biệt. À, khá sâu. À, tiếp theo nè. Chúng ta có từ đánh vần nè. Z. Z. Vục. Z. Z. Vục. Z. À, đúng không? À, có âm. K, k, k. Zvuk. 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 Z. Vục. Z. Vục. Zvuk. 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 À, hơi khó đọc đúng không đấy? À, đấy, từ này là về nguyên tắc em phải đọc ngon lành luôn. Em phát âm Zvuk, 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 Zvuk. Thế thôi, đấy, Zvuk. Mình phân âm cho các bạn đây này. Zvuk, Zvuk, đấy. Đó. Tiếp theo từ thứ hai nè. Zont. 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 Zont là cái ô đấy. Zont. Có âm tờ, âm tờ đằng sau đấy. Zont. Zont. À, tiếp theo chúng ta có từ nào? Magazine. Nghe là đọc mà. Magazine. 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 Trọng, đấy. Trọng âm là chữ. Em nói sao? Trọng âm là chữ y. Y đấy. À, chẳng. Magazine. Magazine. Đấy. Magazine. Đấy. Em nhìn thấy là mà A này. A, A, in. Magazine. Đấy. Thế nhưng mà nếu chúng ta đọc nhanh lên thì cái âm A đầu tiên nó sẽ thành âm Ơ. À em nghe thấy mình có đọc magazine đâu đấy, mình đọc m magazine, magazine đấy. À đó, thế vậy tại sao lại như vậy? À bởi vì là bởi vì âm a mà đứng ngay trước trọng âm được đọc rõ là a, âm a đứng trước đứng xa trọng âm, cách xa trọng âm thêm một âm tiết nữa
thì nó sẽ đọc là một âm a nhẹ. Cái âm a nhẹ nó tương đương với cái âm ơ trong tiếng Anh đấy. À Magazine. đó, đọc là magazine, magazine. Nếu các em đọc magazine thì nghe nó hơi chối tai, các em đọc magazine thì nghe nó lại tự nhiên. Nhưng mà nếu các em đọc theo kiểu người Việt Nam magazine thì các bạn lại cười khành khạch luôn đấy. À đó, à người ta không đọc cái âm mơ này rõ ràng, cái âm mơ mơ này rất là nhanh, rất là nhẹ thì lúc đó mới đúng đấy. Đó, thế còn nhiều em cãi nhau lên mạng để đưa ra rằng là cái này là magazine là sai rồi này vân vân này khác, thì chúng ta không nên quan tâm đến điều đó, bởi vì sao, họ không phải là dân ngôn ngữ cho nên là họ có thể chém gió kiểu gì chả được đấy. Đó, à thế như vậy chúng ta phát âm để làm sao nghe nó thuận tai, nghe nó tự nhiên cho nó giống cái âm của người Nga, người ta nói là magazine, magazine đấy, magazine đó là cửa hàng. À cửa hàng là gì, magazine, magazine đấy. À tiếp theo là chúng ta có từ ra bò, âm r cuối, ra bò, ra bò, ra bò, em nói này, ra bò đấy. À đây có âm r chúng ta chưa học nữa nè, âm r chưa học, sang bài 2 chúng ta mới học cơ. À nhưng mà cái âm p này, à cái chữ p giống trong tiếng Việt này, à đọc là r, ra bò, ra bò đấy, ra bò. À đó là ra bò đấy, ra bò, ra bà và ra bò đấy. À ví dụ vậy. Tắc vụt. Tiếp theo chúng ta có từ stakan, stakan. À đây có âm k, chúng ta chưa học, nhưng mà nó là cái âm k, giống âm k trong tiếng Việt đấy. À nó đọc rất dễ thôi đấy. À, sang tí nữa chúng ta sẽ học. À đó đọc là stakan, stakan. Đấy đấy đấy. Đấy. À cho người Nga, người Nga mà nhìn thấy cái cốc này là người Nga hoài niệm lắm đấy. Đó hoặc là em cho chồng em xem cái cốc này, anh Không em biết biết cái cốc này không đấy. À đấy, à, bảo đảm chồng em là coi như là hoài tưởng ngay, hoài tưởng sao, bởi vì người ta hay uống rượu bằng cái cốc này đấy, người Nga đấy. Hay á. À đấy, Em thử cốc bia của Việt Nam như thế. à, cái cốc này ở ở Nga nó gọi là cốc 14 cốp đấy. À, cốc 7 cốp, cốc 14 cốp. À đó, ngày xưa gọi là cốc 14 cốp. À thế nhưng mà cái cốc này là người Nga chuyên uống rượu bằng cái cốc này đấy. Đó, nó giống cái cốc bia của Việt Nam đúng không? Cái cốc này nó nhỏ hơn nhiều. Tác vụt nó 200 gram thôi đấy, cốc bia Việt Nam là 500 gram. À tác vụt. À thế như vậy đây gọi là stakan, stakan. À chúng ta có từ tiếp theo nào. Muzika. Muzika. Muzika, đó là âm nhạc. Muzika, muzika. Đấy. À đó. À thế bây giờ còn hai cái từ này tại sao thầy giáo lại dạy quãng cách như thế đấy? À còn hai cái từ này tại sao thầy giáo lại dạy cuối cùng? À thứ nhất, à cái từ ra vột để nói cái gì nào, ở đây chúng ta có cặp phụ âm d d d là phụ âm hữu thanh khi đứng cuối từ, bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng là phụ âm t, đọc là ra vột, ra vột, ra vột là nhà máy đấy, ra vột, ra vột, ra vột đó. À đấy, như vậy đây là từ này chúng ta học cuối, bởi vì sao, ở đây nó dính đến nguyên tắc phát âm phụ âm hữu thanh vô thanh đấy. À, tiếp theo chúng ta có từ autobus. Autobus ở đây cũng có nguyên tắc phát âm vô thanh hữu thanh, nhưng mà nó lại không phải là cuối từ mà nó nằm giữa từ đấy. Ở đây nguyên tắc thứ hai, chúng ta biết nguyên tắc thứ nhất là gì nào, phụ âm hữu thanh đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm vô thanh đấy. À nguyên tắc thứ hai, nếu phụ âm hữu thanh đứng trước một phụ âm vô thanh, như nào, đây nó không đứng cuối từ mà đứng giữa từ, nhưng mà nó lại đứng trước một phụ âm vô thanh thì nó cũng bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng, mà phụ âm v có cặp tương ứng là v. Thì vậy thì ở đây nó sẽ đọc thành áp tobus, không đọc là áp vật tobus mà đọc thành áp tobus đấy. Đó. À thế đến đây chúng ta thấy một số bạn đang hiện nay làm việc công tác ở Nga, các bạn hay nói là áp vật tobus, mày đi bằng cái gì đến đây đấy, tao đi bằng áp tobus, áp vật tobus đấy. À không phải là áp vật tobus, bởi vì sao, cái âm v này này nó bị đọc thành cái âm f. Thì vậy thì các bạn phải nói là áp tobus, áp 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 tobus, áp tobus, đọc thử nào, áp tobus, áp tobus, đấy, áp tobus đấy, áp tobus đó, áp áp tobus đó. À thì như vậy đến đây chúng ta thấy đó là gì, đó là toàn bộ cái phần chữ cái đấy. Chữ cái đây có nhiều từ mới. Chúng ta cùng đọc lại từ đầu nào. Zvuk, 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 autobus,
Absolut. Музыка. Музыка. Завод. Завод. Зонт. Зонт. Магазин. Магазин. Забор. Забор. Стакан. Стакан. Забор. 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 Cái bờ rào. Đấy. Забор. Забор. Да. Магазин. 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 Đấy. Attack word. À, thì đến đây chúng ta đã học xong 4 cặp phụ âm. Đấy. À, đó. Bây giờ chúng ta tiếp theo nào. Chúng ta sẽ xem cái gì ở đây. À, chúng ta sẽ xem thêm cặp phụ âm thứ 5. Đó là phụ âm K. G. K. Đây phụ âm k, k. À, nó không có không có âm thanh. À, người Việt Nam chúng ta đọc là c c c, đúng không? À, đúng không? Đó cái âm c của người Việt Nam đọc là c. À, đây trong tiếng Nga đọc là k, k, k. Đấy. K. À, âm thứ hai đi cặp với nó đó là âm g g k, g. À, thế bây giờ em nói k, g, em thấy là gì? Cái vị trí phát âm của môi răng lưỡi giống hệt nhau luôn. Đấy, tạo thành một cái khoảng trống trong miệng và chúng ta bật hơi đó. K, g. G, đúng không nào? À đó. À thế vậy thì âm G là âm hữu thanh. Nếu âm G đứng cuối từ thì bị đọc thành phụ âm vô thanh. Ví dụ từ d ruk druk druk. Đây có à đây có âm G đứng cuối từ đấy. À nhiều bạn phát âm thành drug drug. À đấy không phải. Chữ G này nó bị đọc thành chữ K đấy, đọc thành chữ K. Đấy. Đó. Druk druk druk. À, druk đó là một người bạn. Druk. Tác vụt. Druk. Druk. Đó. Druk. Đó là người bạn. À, tạc. À, chúng ta có một phụ âm cô đơn. Phụ âm kh. Kh. Đó phụ âm khờ trong tiếng Việt. Đấy. À, trong tiếng Việt không có chữ cái khờ. Mà muốn thể hiện cái chữ khờ đó, người ta phải ghép hai chữ với nhau. K và H. Đấy. Thành chữ kh. Kh. Đúng không? Quả khế chẳng hạn. Đấy. Khó khăn đấy. À đó, thế đó là cái từ khờ. Thế giống hệt trong tiếng Nga thôi, đúng không? À khi khi đây, những hai các em hay nói khi khi này đấy. Đó. Như vậy thì ở đây đó là âm đấy. À đó. Tác vụt. À thế thì đến đây chúng ta thấy là à, cặp phụ âm g. À là chúng ta đã học xong đấy. Tổng cộng chúng ta học được 19 chữ cái rồi, đấy. Tức là 2/3 bảng chữ cái rồi. À, học tí nữa thì xong thôi, nhưng mà thôi phần chữ cái chúng ta sẽ để ngày mai nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ làm gì nào? À, chúng ta sẽ xem một số nguyên tắc phát âm à, của âm O. À, trước hết là chúng ta sẽ đọc từ Akno. 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 Ak. Đà, đây là à, đây 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 bảo em bảo thế đây cũng là O sao thầy đọc là A đấy. À đó, đây là Akno. À đúng không nào? À thế vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì nào? Âm O nếu mà đứng dưới trọng âm bị đọc là O. O. Đúng không? Nhưng mà âm O mà đứng ở đầu từ bị đọc là A. A. No. A. No. Đấy. À đó, chúng ta có nguyên tắc đầu tiên. O đứng ở đầu từ được đọc là A. Đấy. À tiếp theo nào. Chúng ta xem từ này nào. Từ này đọc pagoda. 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 Đấy. À thế này, đây em nhìn thấy là gì nào? Đấy, âm O đứng dưới trọng âm đọc là O. Go. Âm O đứng trước trọng âm, đứng ngay trước trọng âm bị đọc là A. Pa. Pagoda. Thấy chưa? Pagoda. Pagoda. À thế thì nguyên tắc thứ à nguyên tắc thứ 3 của nó là gì nào? À nguyên tắc thứ 2 là âm O đứng đầu từ bị đọc là A. Nguyên tắc thứ 3 là gì? Âm O đứng ngay trước trọng âm bị đọc là A. Đấy. À đó. Thế vậy thì tất cả các vị trí còn lại nó sẽ bị đọc là ơ. Đấy, đây chính này. Chúng ta nhìn này, bốn nguyên tắc này. O đứng đầu từ đọc là a. O đứng trước trọng âm đọc là a. O đứng dưới trọng âm thì đọc là o. Các vị trí còn lại bị đọc là ơ. Thế nào vị trí còn lại? Vị trí còn lại ví dụ như là à trong cái từ này chẳng hạn. Trong từ này sẽ có ba âm tiết. Âm tiết có trọng âm đứng cuối cùng. Âm tiết không không có trọng âm mà đứng ngay trước nó đọc là a. Đọc là la, cô, la. Cô. Và âm tiết đứng trước nó đó là gì? Âm tiết còn lại bị đọc là ơ. Đọc là mơ, la, cổ. Đấy, malaco. Đấy. À, các em ở Nga các em bảo bọn em vẫn đọc là malaco. Các em đọc malaco vẫn được mà, người ta vẫn hiểu mà. Đấy.
À, em đọc Malaco theo cái kiểu là những người Nga, người ta gọi là những người đầu đen ấy đấy. À, đó là những người dân sống ở một trong ở trong các nước Cộng hòa thuộc vùng Trung Á ấy, tóc họ màu đen, chứ là người Việt Nam chúng ta gọi họ họ là cũng là người tóc đen hay người đầu đen đấy đó. À, thế mà họ nói là gì? Họ nói Malaco Kharasho đấy đó. Thế mà đấy là cái đề tài mà cho người Nga, người ta hay thường xuyên người ta hay nói nhại, bởi vì sao? Nó không đúng, nó không đúng, người ta nhại thôi, cái gì đâu đấy đó. Thế vậy thì thế em mới hỏi là thế người Nga người ta đọc như thế nào đấy? Người Nga, nếu người ta hỏi em, hỏi người Nga chữ này đọc là cái gì, cái từ từ này, cái âm này đọc là gì, nó sẽ bảo em là la, đọc là ma. Thế nhưng mà đến khi nó đọc, nó đọc thành mơ đấy đó. Thế xong rồi mình nói vui, bảo là thế mày đọc cho tao cái âm này xem nào. Nó đọc là ma, âm này la, âm này Là cô. ừ. Thế bảo thế đọc nhanh như thế nào, nó đọc mơ la cô. Nó mày vừa bảo tao là ma, bây giờ mày đọc là mơ. À, thế là hóa ra là gì nào? À, hóa ra là gì? Đây vẫn là âm A, đối với người Nga vẫn là âm A, nhưng mà người ta đọc nhanh nó thành âm mơ đấy. Em hiểu chưa? Đó, thế vậy đọc là Malaco, Kharasho, à, Dragoi đấy. À đó. À, nhất là cái từ này bị người Nga nhại nhiều nhất này. À, Dragoi. Đa Dragoi, nếu mà mình nhại nó là người dân Trung Á đấy, họ không thích đâu. À, tức là nhại tiếng người ta mà. À, nó đọc là Dragoi, người Nga đọc là Dragoi. Dragoi. À, cái chữ rồi. đơ này người ta đọc rất nhanh, Dragoi, Dragoi mồi đấy. À, Dragoi mồi, thế đấy là đọc Dragoi, có nghĩa là nhại tiếng em vậy đấy đó. Thế cho nên đây là cái âm này không phải là a đâu, nó là ơ đấy, chẳng qua nó đọc rất nhẹ em vậy đấy. Thế vậy chúng ta nói như nào nào? Malaco, Malaco, Kharasho, Kharasho, Dragoi, Dragoi đấy đó. Đấy, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ xem đó là gì nào, cách phát âm âm ô ở trong trong từ. À, cách phát âm ô trong từ nó có thể đọc là ô, có thể đọc là a, có thể đọc là ơ đấy, bất tạc. À, và có những cái trường hợp nó đứng ở đằng sau trọng âm này, nó cũng được đọc là ơ đấy đó. À, nguyên tắc đó là nguyên tắc phát âm rất cơ bản, rất quan trọng để làm sao cho cái tiếng Nga của em nó hay. Thế còn em muốn nói là a cũng được thôi, chả ai cấm em cả đấy đó. À, nếu mà em tự tin rằng là người a thì em cứ đọc là người a. À, nhưng mà về nguyên tắc ra mình dạy các bạn, à, đó là mình dạy như thế đấy. À, ta cuộc bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Pagoda, Ta hồi đó pagode, komnata, con là ta komnata, ăn cần akno, ăn zima, zima, à zima đấy, zima, zima, zima. À, zima là mùa đông, zima, zima. Pagoda là thời tiết, pagode, pagode, Ngồi. pagode, komnata, Con komnata, akno, ăn cần nữa. akno đấy. À, thì đến đây thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bảng chữ cái. Tí mình sẽ gửi cho bạn cái bảng chữ cái này. Bảng chữ cái này của bạn là có em để ý này. Đây là chữ cái viết in d d. À, thế còn đây là chữ cái viết thường, tức là viết tay đấy. Đó, em thấy nó khác nhau rất nhiều. Thế vậy Khác thì khác nhau rất nhiều đối với những em, mà đặc biệt là những em đi học sang học làm du học sinh chẳng hạn. Các em sẽ phải viết bài thường xuyên đấy. Viết bài thường xuyên ai ngồi để mà vẽ những cái chữ in này được? Chúng ta phải viết thấu, viết nhanh. À, đó là viết chữ cái viết tay đấy. Đó, chữ đờ viết như thế này. Đờ thì giống chữ D của mình. Đờ thường thì lại viết giống chữ G của mình đấy. À, viết theo kiểu như thế này, đến khi mà các bạn không luyện tập ấy thì là các bạn sẽ không không đọc được đấy. Thế và cũng bạn cũng sẽ rất vất vả khi viết. À, mình có đọc, có một bạn comment hỏi chứ. À, chuẩn bị mình phải làm luận án, viết luận án rồi mà mình viết bằng chữ cái viết in được không biết. À, rất ngạc nhiên, học các bạn học đến mấy năm rồi mà các bạn không chịu tập viết chữ cái viết thường đấy đó. À, thế cho nên là đó là một cái điều gây cản trở cho các bạn đấy, kể cả em thế thôi. Em cố gắng là tập viết chữ viết thường bằng tay đấy. Tập viết như nào? Rất đơn giản, mỗi ngày em viết cho thầy 10 từ hoặc 5 từ thôi, mỗi ngày viết 5 từ thôi, lấy chữ cái này, lấy từ từ vựng này ra, viết từ pagoda đấy, viết từ komnata, viết từ akno, viết từ gì mà đấy. À, thế thôi. À, thế thì chúng ta sẽ mỗi ngày chúng ta tập viết lên 5 từ, chúng ta viết trong một tuần thì cũng chẳng cần nhiều đấy, thì là chúng ta sẽ biết biết viết tiếng Nga bằng chữ viết tay đấy. À, nhất trí chưa, đồng ý chưa nào đấy? À, khá show. À, thế như vậy là đến đây thì chúng ta đã học xong bài 1. À, bài 1 chúng ta sẽ học ngắn ngắn một chút thôi đó. Thế bây giờ làm gì, em làm gì với cái bài 1 này, nhiệm vụ bài tập về nhà cho em?
À, mình sẽ gửi cho bạn cái bảng chữ viết tay này. Sau đó bạn sẽ cố gắng tập viết những cái từ mới này nhé. Đó. Sau đó em xem lại video, tí mình sẽ gửi cho bạn lại cái video này. À, bài video này thì thực chất cũng không có gì cần phải xem nhiều lắm, mình xem lại một lần hai lần là tốt rồi đấy. À, cố gắng đọc theo đấy. À đó. Thế còn từ những bài sau nó nhiều kiến thức hơn thì lúc đó chúng ta mới cần phải xem video nhiều lần đấy. Хорошо, đấy. Đồng ý chưa nào? Đấy. À lát nè. Thế bài đầu tiên nhẹ nhàng vậy thôi nhé. À, và em có ý kiến góp ý gì không nào? Xin ý kiến nào. Thầy dạy ơi. Хорошо, thì cảm ơn em và hẹn gặp em trong buổi học tới nhé. До свидания, пока, пока. Пока.